làm sao mà sống được khi phương cương này quyết trả thù? Nếu phương huynh không chịu tìm hiểu sự thật thì mũi quỳ xuống đây để phương huynh xuống một đường gương để xóa bỏ lời thề nó miêu quan ngài trước. Thiết Ngân Chung Thủy, nàng nghe ta hỏi, có phải nàng mưu định giết thúc phụ ta để gây chấn động trong giới võ lâm, hay vì tham vọng muốn chiếm đoạt hai huyện bí kíp? Phương huynh, Tại sao nàng lại không nói? Phương huynh, sẵn bao nhiêu đắng cay nghiệt ngã đổ trút xuống đầu kẻ bả phận hồng nhận tội mà lại trách đất than trời. Dù có biện bạch gì phương huynh vẫn không nghe, thì mũi chết đây huynh cứ giết mũi đi.
đã quên tình nghĩa mùi huynh. Cũng không biết khi ta có lỗi cùng một cô. Nhưng thôi nàng hãy đi đi, và đừng bao giờ để cho ta gặp mặt. Vì hôm nay là ngày hai ta không còn tình nghĩa chi giao. Nếu phương huynh không nỡ xuống tay thì chúng ta đành giả biệt. Tiểu mũi xin hứa một lời, ngày nào gặp lại phương cương sẽ là ngày mũi tìm ra chủ ăn. Thôi thôi đừng nói thêm một lời nào nữa. Ta đã tha chết rồi thì hãy lập tức ra đi, đừng nâng ná lại đây coi chừng ta đổi ý. Nhưng tiểu mũi xin từ ta tiếc thương chung thủy phương quân. Thôi thôi nàng hãy đi đi, đừng kéo dài làm chi thêm phút giây ly biệt cho nàng tim huynh cho đau lòng chúng thùy. Dù mình mới gặp nhau đây nhưng hai ta đã kết tình huynh đại tri âm tri kỷ. Những tưởng trên bước giang hồ phiêu bạc gió sương, ta sẽ nương tựa khi sương lạnh trăng sau. Ta sẽ chia sớt buồn vui trên bước hành hiền giang hồ. Nhưng mà trời ơi niềm vui ước mơ như thỏa thì chuyện đau lòng sẽ tụt lại đến như ta. Thôi cũng đành lòng bức ruột lìa xa, giờ đi biệt cũng là giờ ta đi tập thù đưa thân. Khi chưa lấy máu kẻ thâm thù, đoàn trường là số của hồng nhan. Mình đã chờ thương ta, ngủ giấc yên tu. Nhưng bây giờ thì không còn gì nữa cả.